suy niệm lễ chúa Kitô vua vũ trụ sự thật là gì bài của linh mục du xe nguyễn văn nghĩa khi tổ chức hay tiến hành một chương trình một lễ hội một cuộc thi đấu thì ai cũng hiểu rằng vạn sự khởi đầu nan nhưng cũng đã thấy cái bầu khí của buổi ban đầu thường khá long trọng và hoành tráng Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng điểm kết thúc mới có tính quyết định. Vào Chủ Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, khi giáo hội suy tôn Chúa Kitô là vua vũ trụ, thì cũng một cách nào đó muốn nhấn nhủ với con người cách chung và với đoàn con Kitô hữu cách riêng về ý nghĩa đời người. Tính quyết định của hạnh phúc con người có mối liên hệ tất yếu với nội hàm chân lý Chúa Kitô là vua vũ trụ khi nghe Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng, chính Ngài nói rằng tôi là vua, tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. phi tô đã hỏi lại, sự thật là gì? Dô An chương 18 câu 37-38 Tin mừng không tường thuật câu trả lời của Chúa Giêsu mà ngưng ở đó để rồi kể tiếp chuyện phi tô ra gặp người do thái sự thật là gì mặc dù có nhiều cái nhìn nhiều quan niệm khác nhau về sự thật nhưng vẫn có nét tương đồng căn bản sự thật là sự tương hợp hay sự đồng nhất giữa nội dung với hình thức giữa cái bên trong và cái bên ngoài chẳng hạn như chất lượng sản phẩm hàng hóa đúng với những gì ghi ngoài nhãn hiệu bao bì trên bình diện hữu thể thì có người cho rằng sự thật là sự đồng nhất giữa thực tại và cái biểu hiện. Cũng có người quan niệm sự thật là sự duy nhất, bất biến và thường tồn của thực tại. Thứ nhất, sự thật về Đức Kitô. Theo viễn kiến này thì duy chỉ có Thiên Chúa là sự thật đúng nghĩa. Người không chỉ là đấng có sao, có vậy. Xuất hành chương 3 câu 14 Mà người còn là đấng Alpha và Omega Nghĩa là có từ nguyên thủy Và tồn tại đến bạn đại thiên thu Xuất hành câu 1 đến câu 8 Chính Chúa Kitô đã từng khẳng định Người là sự thật Dô An chương 14 câu 6 Người là đấng có sao có vậy Là nguyên thủy và là cùng đích như thế khi nói với Phi Tô rằng mình đến thế gian là để làm chứng cho sự thật Thì Chúa Kỳ Tô muốn minh chứng rằng chính người là căn nguyên và cùng đích của mọi hiện hữu Cũng như vạn vật, con người tôi bởi đâu mà ra và rồi sẽ đi về đâu Một câu hỏi đã trở thành vấn nạn khó giải cho nhiều học giả, nhiều triết gia Mọi thời nay đã có câu trả lời Các hiện hữu ở đời này sự hiện hữu của tôi trong cõi đời này có nguồn gốc và đích đến là chính Chúa Kitô. Trong thân phận một công dân thì quê hương mỗi người chỉ một. Nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Theo thơ Đỗ Trung Quân. Thì cũng thế và hơn thế nữa, trong thân phận con người, tôi chỉ thực sự là tôi khi ở trong tương quan với Chúa Kitô. Đúng hơn sự hiện hữu của tôi, sự sống còn của tôi, ý nghĩa cuộc đời của tôi lệ thuộc vào Đức Kitô. Đây chính là một nội hàm của chân lý Chúa Kitô là vua vũ trụ mà giáo hội long trọng tuyên xưng vào Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Tuyên xưng Chúa Kitô là vua có nghĩa là tuyên xưng sự lệ thuộc, sự suy phục của mình và Chúa Kitô. Vì tất cả mọi loài, mọi vật đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người. Thứ hai, sự thật về con người được dẫn nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Sách Sáng Thế chương 1 câu 27. Con người cũng là sự thật khi nên một với Chúa Kitô. Đấng là hình ảnh Thiên Chúa vô hình đã tự xưng là con người. Thánh tông đồ giáo ngoại đã mạnh mẽ khẳng định chân lý này. Thánh tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình là trưởng tử sinh ra trước mọi loài tạo tạo vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất hữu hình với vô hình. Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse chương 1 câu 15. Vì là sự thật nên con người phải được yêu quý và tôn trọng cũng như bảo vệ dù là một bệnh nhân, dù là một người nghèo khổ, một người thấp cổ bé phận dù là một bào thai dị tật tất thải đều đáng phải được kính trọng yêu mến và bảo vệ hơn tất cả những thể chế luật lệ nghi thức hay truyền thống chúa tôi đã khẳng định chân lý này khi nhấn mạnh ngày sa bát có ra là vì con người chứ không phải con người có ra là vì ngày sa bát Cô chương 2 câu 27 là loài thợ tạo có vẻ mỏng manh và đầy yếu đuối nhưng con người lại được thiên chúa đặt lên làm chủ tể mọi loài trên trời dưới đất sáng thế chương 1 câu 26 mươi có người là chi mà Chúa nhớ đến, là người là gì mà Ngài phải bận tâm. Thánh Vịnh chương 8 câu 5 Tất cả chỉ vì Thiên Chúa đã đối nhận là người làm dưỡng tử trong câu ngột dấu yêu của người là Đức giê xu tô Mặc dù có điểm khởi đầu, có kinh qua cánh cửa sự chết, nhưng hiện hữu của con người là bất tận. Vì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Mắc theo chương 22 câu 32 Thứ ba, sự thật về hạnh phúc Con người đã được dẫn nên là tồn tại mãi mãi Thế nhưng số phận đời đời của mỗi người là được hạnh phúc viên mãn hay phải trầm luân vĩnh viễn Còn tùy thái độ sống của mỗi người khi cần tại thế Con người chỉ có hạnh phúc đích thật Khi là chính mình như từ thuở ban đầu cuộc sáng tạo Đó là trở nên hình ảnh của Thiên Chúa Chúng ta là chính mình khi nên một với Đức Kitô Là môn đệ của người và Chúa Kitô đã khẳng định khi chúng ta yêu mến nhau như người đã yêu mến chúng ta thì chúng ta sẽ ở trong tình yêu của người và đích thực là môn đệ của người. Tôi an chương 13 câu 35, chương 14 câu 9 đến 11. Chính con tim, tấm lòng của chúng ta dành cho tha nhân, nhất là cho những người bé mọn sẽ quyết định về số phận đời đời của chúng ta. Bác theo chương 25 câu 31, sao Thánh Doan Tông Đồ đã nói ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra Và người ấy biết Thiên Chúa Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa Vì Thiên Chúa là tình yêu Thư thứ nhất của Thánh Gioan An chương 4 câu 7 đến câu 8 Năm phụng vụ sắp kết thúc nhắc nhở cho chúng ta sự thật này Cái chung cục mới thật quan trọng Đảm nhận chức vụ này hay địa vị kia Sống bậc này hay bậc sống nọ tất thảy đều hướng đến mục đích cuối cùng là được cứu độ, được hạnh phúc viên mãn. Để có hạnh phúc thật, chắc chắn phải đón nhận sự thật là Đức Kitô, vì không một ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua người. Gioan chương 14 câu 6. Và dưới gầm trời này chỉ có một mình danh mang ơn cứu độ là Giêsu Kitô. Khi đã đón nhận sự thật là Chúa Kitô, thì chúng ta cũng sẽ biết được sự thật về con người cũng như con đường để đạt được hạnh phúc muôn đời. Bài của Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa, Ban Mê Thuộc